Xin chào các bạn, thì hôm đây là cái cây mai mà mình cứu nè các bạn, lần thứ hai nè. Thì mình sẽ giải thích cho hiện tượng cây mai mà nó sống giả và nó sống thiệt như thế nào. Thì sống giả thì hồi mình sẽ giải thích hai cái từ đó để cho các bạn được hiểu rõ hơn. Thì đây là cái cây mai si mình đã cứu lần thứ hai các bạn. Nó trồng khoảng 4 tháng thì nó không có ra mầm. Thì bây giờ nó đã phát triển mạnh như thế này nè các bạn. Thì lúc trước mình cũng đã có đăng cái video, thì có một số anh em ta nói là những cái đọt này nè nó bị mà hư, chưa chắc là nó sống thiệt, nhưng mà thật sự mà nói tại vì do cái này là do cái quá trình nó bị sốc nhiệt thôi các bạn. Nó bị sốc nhiệt do là tại vì chúng ta lúc trước chúng ta ủ cái bọc á thì nó đã bị cháy cái đọt thôi. Thì đem cho mở ra thì đọt non thì nó cháy thôi, nhưng mà khi mà chúng ta mở ra chúng ta để trong mát có chừng 3 đến 4 ngày, và sau khi mà cây nó đã phát triển bình thường trở lại á, thì bắt đầu nó ra cái đọt non như thế này nè. Và mình đem ra ngoài nắng và cây nó vẫn tiếp tục phát triển tốt, nó không có bị cái hiện tượng héo đọt. Là cái này cây này đảm bảo là điều kiện là nó đang là phát triển tốt luôn đó các bạn, đảm bảo chắc chắn đều là rễ nó dưới nó đã phát triển luôn. Nó ra những cái tượng rất là nhiều. Thì mình cũng xin chia sẻ thêm là đối với những cây mai như thế này là chúng ta không nên ghép nha các bạn. Chúng ta cứ để cho cái bộ lá nó phát triển một thời gian nữa để mà nó sẽ có cái chất liệu diệp lục trên lá nè, nó quang hợp, nó tạo ra thức ăn nuôi cây các bạn. Thì bắt đầu cây nó dần dần hồi phục mạnh lại, thì cái bộ rễ ở dưới á, nó sẽ mà có chất dinh dưỡng, nó sẽ phát triển mạnh hơn. Thì lúc cái bộ rễ mà cây mai nó hoàn chỉnh á, thì bắt đầu chúng ta có thể là cắt bỏ những cái tượng này để chúng ta ghép. Còn bây giờ là để vẫn giữ những cái tượng như thế này để chúng ta nuôi lại cây các bạn. Tại vì đây là cây mai bị suy yếu, nó khác với cây mai chúng ta bứng ở mà dưới đất lên. Nếu mà chúng ta bứng dưới mắt đất lên thì cái cây nó bình thường, nhựa ở trong cái thân của nó rất là mạnh, nên chúng ta ghép luôn và những trồng thì rễ nó vẫn phát triển khỏe mạnh để sau này nó phát triển được cái chồi và cái bo ghép nó phát triển được mạnh nha các bạn. Còn đây là cây mai si chúng ta tuyệt đối không nên ghép. Rồi trở lại cái vấn đề là chúng ta mà giải thích cái hiện tượng mà sống giả sống thiệt các bạn, sống giả sống thiệt là như thế nào, thì mình cũng xin nói thêm đó là sống giả là ví dụ như cây mai mình đang trồng như thế này nè, nó mình bấm rễ xong thì mình ủ lại hoặc là mình để như thế, mình để trong mát mình giữ ẩm thì nó sẽ bung ra những cái đọt non như thế này đó, những bọt non như thế này. Thì khi mà nếu mà cái hiện tượng sống giả là tức là sao, tức là cái đọt non này nó ra nhưng mà thật chắc á, là cái bộ rễ nó không có phát triển, nó chỉ sử dụng cái phần dinh dưỡng ở trong cái thân của cây mai thôi đó. Còn cái chất nhựa nè thì nó lên những cái tược đó, thì khi mà nó lên những cái tược như thế á mà cái điều kiện là cái bộ rễ nó không phát triển, thì nó khi mà sử dụng hết cái chất dinh dưỡng ở trong những cây mai nè thì bắt đầu cái đọt nó sẽ héo dần và nó sẽ chết từ từ xuống đó, nó không có bung ra nữa. Hiện tượng đó là rồi cây mai nó sẽ chết dần luôn các bạn, đó là hiện tượng sống giả đó. Thì ở đây là gặp rất là nhiều trường hợp cái hiện tượng sống giả là do là chúng ta chăm sóc cây mai nó không đúng kỹ thuật đó các bạn đó. Thì đó là cái hiện tượng sống giả, còn sống mà thiệt là giống như cây mai mình đã chia sẻ nè đó. Thì khi mà chúng ta đem ra ngoài nắng, tại vì khi mà những cái đọt non như thế này nè các bạn, nếu mà chúng ta đem ra ngoài nắng á thì cái quá trình mà bốc hơi nước của nó rất là mạnh, nó sẽ tốn rất là nhiều nước. Nếu mà không có một cái lượng nước mà từ cái bộ rễ mà nó đã phát triển á, nó cung cấp lên là trở lại á, để cho cái quá trình mà trao đổi chất của cây mai và cái mà hút những cái mà nước lên cái thân để cho cây mai mà nó hồi phục lại cái mà bù đắp lại các bạn những cái nước ở trên cái phần ngọn á, thì bắt đầu chắc chắn nó sẽ héo. Còn ở đây á, thì nó sẽ phát triển rất là mạnh nè, nó không có hề héo gì hết trơn, là chứng tỏ là bộ rễ nó đã phát triển tương đối rồi đó các bạn đó. Thì mình cũng xin chia sẻ lại là lần trước cây mai này mình trồng khoảng 4 tháng thì nó bị suy, và sau đó thì mình bắt đầu mình đủ bầu đất ra, mình bỏ cái đất cũ và mình tiến hành mình vô cái chất trồng, xin lỗi các bạn, thì mình tiến hành vô đất cái mới nè cho cái cây mai này
Thì sau đó phạm mình ủ lại, mình lấy cái bọc mình ủ lại sau khoảng chừng 1 tuần lễ thì cái đầu nó đã đâm cái đọt ra các bạn, và mình vẫn để cái bọc như thế. Và sau khoảng chừng 2 tuần lễ nữa bắt đầu mình không có buộc dây nữa mà mình vẫn để cái bọc đó để cho cây nó phát triển từ từ. Và trong cái quá trình đó đó các bạn, thì mình có thể dùng cái Atunis các bạn, hoặc là cái cụm cát mình sẽ phun lên thân ở 1 tuần 1 lần và mình tưới vô gốc và mình ủ lại trong vòng khoảng 1 tháng thôi thì bắt đầu cây nó ra phát triển mạnh lại trở lại như thế này các bạn. Và bây giờ cây này á, là mình đang để ngoài nắng đó các bạn, miếng vải này mình che là mình để ngoài nắng để cho cái tránh tình trạng là cây mai này nó bị do ánh nắng mặt trời nó đốt thôi nha các bạn, chứ không phải mình ủ vậy á. Sợ cái ánh nắng mặt trời nó sẽ làm cho cái da cây nó bị hư á, nên mình che lại và mình sẽ mở ra để cho các bạn cùng xem. Đó. Thì đây cây mai cũng có cái thân rất là to nha các bạn, mình đã cứu lại nè. Đó, thì bây giờ nó đã phát triển cũng tương đối ổn định này, nhưng mà vẫn để nuôi nó. Thì đây là cái quá trình mình cứu cây mai lần thứ hai là thành công và nó đang phát triển rất là mạnh. Thì đây, những cái đọt này là nó bắt đầu nó vươn ra nè. Thì cây mai này mình đã để ngoài nắng mà trực tiếp luôn đó các bạn. Đó, nhưng mà cây nó vẫn phát triển và cái lá và nó không bị héo. Đến nay là khoảng chừng 1 tuần lễ rồi, thì điều này chứng tỏ là cái rễ của cây mai này bắt đầu nó đã ra, nó hồi phục đó bạn, nó không chắc dinh dưỡng để nó cung cấp lại cho toàn cái thân đó. Thì đây là cái những cái vấn đề mình xin chia sẻ về cái cây mai sống thiệt và sống giả như thế nào, và qua đó cũng chia sẻ lại cách cứu cây mai, chăm sóc cây mai vàng của chúng ta. Nếu mà chúng ta các bạn nào mới biết chơi hoặc là chưa có kinh nghiệm trong cái chăm sóc cây mai á, thì lỡ mà có cây mai bị suy á, thì các bạn cũng có thể là biết cách để cứu cây mai của mình, tránh gây ra những tổn thất đối với những cây mai mà chúng ta cưng á các bạn, thì nó rất là ổn. Đó, thì đây là những chia sẻ về cái một số cái mà khía cạnh về cái vấn đề cây mai bị suy và cây mai sống giả sống thiệt như thế nào, thì mình cũng xin chia sẻ để cho các bạn cùng được hiểu. Bây giờ là video cũng đã hết rồi các bạn. Nếu các bạn xem video này, hãy đăng ký, bình luận và thích video để tạo cái động lực để làm những video phục vụ hơn nữa tốt cho các bạn. Một lần nữa xin kính chào mà các bạn nha.